Truyện ngắn Hiu Hiu Gió Bất, tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Ở cái xóm nhỏ trên thành phố này, người ta nhắc tới anh hết còn nhiều hơn chủ tịch tỉnh đi họp. Đứa nào hỗn hào, lười biếng, má nó biểu. Lại coi thằng hết kìa, ba mươi mấy tuổi đầu rồi, đi làm thuê làm mướn, không có chuyện gì nó chê. Chiều về lụi hụi chui vô bếp nấu cơm, giặt giũ cho cha già, hiếu thảo thấy mà thương. Ai mê vợ bé, mê chơi đề, đá gà, họ lườm lườm. Mê gì như thằng hết mê cờ. Nên nghe râm ran chị Hảo để lòng thương anh, má chị kêu trời. Bộ hết người rồi sao con, cái thằng mê cờ tới mất vợ, không sợ. Không, chị Hảo nghiêm nghị, cờ tướng là loại cờ tao nhã, chỉ dành cho quân tử, có gì mà sợ, mê rượu, mê gái mới ghê. Chỉ sợ người ta không thương mình, má chị định càm ràm nữa, thì chị đã quay lưng ra quán mất rồi. Quán chị Hảo cũng nhỏ thôi, buôn bán tạp quá lặt vặt. Quán cất trước nhà, ngó ra mé lộ, có khi không cần ngồi giữ, bà con trong xóm ai muốn mua gì thì gọi giọng vô. Chỉ buổi chiều chị mới ra ngồi ở đó. Buổi chiều lúc mặt trời vừa khuất sau vườn chuối, anh hết hay ghé lại để mua 1.000 đồng nước mỡ, 500 đồng bột ngọt, 500 đồng tỏi, 500 đồng tiêu. Chị cố bán thật rề rà để nhìn anh lâu nữa. Coi bữa nay chắc anh đi giác lúa đằng nhà máy chà gạo nên tóc còn dương trấu. Chỉ nhìn vậy thôi chứ không nói gì hết. Con trâu không nói sao cái cọc nói được. Nhưng vẫn cứ đón chờ, có khi sớm có khi muộn hơn một chút. Nhưng chỉ biết thế nào thì anh cũng về qua, về để nấu cơm cho tía anh. Tía anh hết năm nay 72 tuổi, tuổi này người ta hay đau yếu. Nhưng ông vẫn còn sỏi lắm. Ông già khó tính, thêm tật lãng tai. Người ta mời ông ngồi, ông cười, xua tay. Ăn rồi, ăn cơm với thằng hết rồi. Chừng 5 năm trước, ông còn vô bếp nấu cơm, mắt mũi tèm nhèm để lửa táp vô vách lá. Nhà cháy rụi, anh hết cất lại nhà trên một nền cũ đầy tro. Nhìn xa, nhà lớn hơn miếu ông Tà một chút. Ông già ngồi tiếc cái tia dê đen trắng, mỗi lần mở phải đập thầm thầm nó mới lẹt xẹt lên hình. Ông già tiếc đáp vậy mà mê tia dê, cháy rồi thì thôi vậy, chiều chiều chống gậy thả qua nhà hàng xóm coi nhờ. Bữa nào anh hết cũng chổng mông thổi lửa, rồi dọn cơm sẵn, ngồi giữa cửa chờ tía anh về. Có bữa chờ tới mỏi mòn, để bụng đói rồi ngủ gà ngủ gật. Người ở xóm biểu cứ ăn trước đi, chờ gì chờ. Anh cười, mâm cơm có ấm cúng thì tía tôi mới vui miệng ăn nhiều. Nhưng có bữa anh mới mở cửa chui vô nhà, ông già đã ngồi nhai cơm cháy, bị nghẹn ần ật nước. Anh thương tía quá chừng, vội chạy đi vo gạo. Anh hết mồ côi má từ lúc mới lọt lòng, bà chết vì sinh khó, ngoài anh đặt tên là Hết. Chắc tại lúc đó đau lòng quá kêu vậy, chứ không có nghĩa gì đâu. Anh hết lớn lên, yêu hết thảy từng con người, từng tấc đất ở cái xóm dòng mới. Cái xóm nhỏ ngoại ô biết bao thương nhớ, những bờ rào dăm bụt xanh, những hàng cây đủng đỉnh xanh, những người đàn ông truyền tay nhau dỗ dành đứa trẻ thiếu hơi ấm mẹ, những người đàn bà cho anh bú thép để con khóc ngoe ngoé trên giường. Tía anh không đi bước nữa, ngày ngày cột sợi dây giỏng dài từ trên nhà xuống bếp, vừa đưa vừa nấu nước cháo hát giọng lên. Chứ ầu ơ, cây khô đâu dễ mọc chồi. Chừng này tuổi rồi, mỗi khi anh đặt lưng xuống bồ giạc, lại nhớ ngơ ngẩn lời bài hát của tía ngày xưa. Buồn lắm, nghe đứt ruột lắm. Càng nhớ anh càng thương ông. Câu được vài ba con cá rô, anh bắt cái ơ lên kho quẹt, tỉ mẩn lọc phần thịt dành cho tía, xương sẩu phần mình. Những trưa nắng tốt, tranh thủ giờ cơm trưa, anh xin phép chạy về, dắt tía ra ngoài hè tắm rửa kỳ cọ.
Những tối trời mưa, anh lúp xúp cầm cái nón mê đi đón ông già, đi cạnh che đầu cho ba, nghiêm trang như đang che chở cho sinh linh nào đó nhỏ bé lắm, yếu ớt lắm. Nhưng ông già đâu có yếu, ông xách gậy rượt đánh anh hoài đó chứ. Tía đầu bạc rượt thằng con đầu xanh, chạy lanh quanh cà tưng đuổi nhau lòng vòng quanh mấy cây me già ngoài mé lộ. Đám trẻ xúm lại, vỗ tay như coi hát bội. Hỏi sao anh hết không chịu chạy nhanh để bị dính đòn. Anh bảo chạy thì được, nhưng càng nhanh thì tía anh càng mệt, chịu có mấy roi nhẹ hiều, nhậm gì. Ai nghe nói cũng thương, đúng là tên sau thì người dạy. Chịu thương chịu khó hết mình, hiếu thảo hết mình, có cái tật mê cờ, mê cũng hết mình. Người ta nhắc hoài, chuyện anh hễ cắm đầu vô bàn cờ là quên đói, quên ước, súng nổ cái đùng cũng coi như không nghe thấy, như là đã thoát tục rồi, bình an xa rời mọi điên đảo. Thấy con bồ mình đang thương, dắt tay chồng tương lai đi sắm sửa đồ cưới, mà cứ lo mang xe, chiếu tướng, thì đúng là không còn hỉ nộ ái ố gì nữa rồi. Cũng có nhiều người thích đánh cờ, nhưng say mê đến mức coi con cờ như con người thì không ai làm được. Ai đời, con chốt qua sông mà anh khóc, nước mắt chảy ròng. Chị Hảo nhớ, bữa đó hình như đám gả chị Hoài. Người ta nói chị Hoài đi lấy chồng cũng tại anh hết mê cờ. Họ thương nhau từ lúc hai người mới 22, 24 tuổi. Thời đó, tuổi đó, người ta thương không nhìn gia cảnh, địa vị. Tuổi đó người ta yêu không ngại ngần, không e dè, rào cản. Họ để lòng tự nhiên như dòng chảy của sông. Bên nhà chị Hoài biết con gái hay hẹn hò với anh hết ngoài cống đá thì không vui. Má chị Hoài hỏi, sao đâm đầu thương chỗ đó? Cô hỏi lại, anh hết không được chỗ nào hả má? Ừ, tao chê chỗ nào bây giờ? Thằng hết được, hiền, giỏi giang, chịu khó lại hiếu thảo. Nhưng nó nghèo quá, thân sơ thất sở, không một cục đất chọi chim. Biết có lo cho bay sung sướng được không? Bay quen được tưng tiêu mà. Chị Hoài không cãi ra mặt, nhưng bụng nghĩ còn sức lực, còn đôi tay thì còn cơ may thay đổi cuộc đời. Lúc đó anh hết vẫn chưa mê cờ, nhưng anh biết chơi nhờ đi làm bốc vác ngoài nhà máy. Mấy ông già chèo đò truyền lại, nức tiếng với mấy chiêu pháo đầu, bình phong mã, công thủ song toàn. Cho tới lúc má chị Hoài lại nhà, không biết nói gì nhưng có khóc. Những giọt nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt già nua của người đàn bà đã từng cho anh bú thép. Sáng hôm sau, anh đã thay đổi, nhanh như người ta lật một bàn tay. Anh đam mê cờ tướng, anh hay na bộ cờ ra ngồi mấy gốc cây bên dãy đường để tìm đối thủ, để ai cũng thấy đúng là thằng hết bê tha thiệt rồi. Nó không chịu làm ăn gì mà tối ngày nướng thời gian trên mấy con cờ xanh đỏ. Hồi đó, tía rầy anh dữ lắm. Anh thưa, nợ sữa là món nợ lớn nhất đời người. Con đã nợ má em hoài, tía à. Không biết ông già có hiểu gì tình cảm của tuổi trẻ không? Ông ừ hử dậy. Nhưng thấy anh ngồi la cà đánh cờ ở đâu, giữa đường cũng vậy. Ông giác cây đánh ngay đó, vừa đánh vừa kêu nhịp nhàng. Xe nè, pháo nè, chiếu hả? Thằng ma cà bông, tao chiếu cho mày mấy đường. Ông ca cẩm thằng con ông bây giờ tệ bạc lắm. Chiều hôm qua, nó để ông ăn cơm nguội chung với mấy con gián. Ông nói mà giọng ông hơi nghèn nghẹn, dường như trong lòng đau nhói lắm. Nuôi nó từ nhỏ tới lớn, bây giờ ông mới đánh nó đây. Đánh để giúp nó trả ơn đời. Tối về, ông bắt nó nằm cho ông xoa dầu. Hỏi bài đặt yêu đương chi mà khổ vậy con ơi. Xóm này người ta không biết, nên nói mày hết thuốc chữa rồi, con tao mà vậy à. Chị Hoài cũng can ngăn, thuyết phục mãi, tốn không biết bao nhiêu là nước mắt, cuối cùng đành phải bỏ đi lấy chồng. Hôm đám, anh hết còn tỉnh bơ ngồi ngoài bờ, dưới gốc cồng hào hứng bài cờ ra chơi với mấy đứa nhỏ. Đám bạn gái ai cũng xì xầm. Chắc thằng hết không thương thiệt con Hoài nên mới dửng dưng vậy. Chị Hoài nghe mà khóc không thôi, bảo với chị Hảo, có cái tiếng bạc tình, ảnh cũng gánh cho em rồi.
Tranh thủ lúc chưa làm lễ, chị Hoài rủ chị Hảo mang cả áo sống chạy ra, nhìn anh như nhìn lần chót, như lấy chồng là chết vậy. Anh hết dứt khoát không ngước lên. Thôi không nắm níu gì được nữa rồi. Nghe người ta kiếm cô dâu, hai chị quay vào. Đi một đoạn, nghe đám con nít rộ lên. Anh hết sao mà khóc vậy? Đâu có. Có mà, nước mắt anh rớt trên con tướng này nè. Đó, ướt nhẹp đó, thấy chưa? Hết cười lớn, nói lớn. Ừ, tại tao thương con chốt, qua sông là không mong về. Chị Hoài vừa đi vừa khóc. Lời của anh hết làm chị Hảo thương điếng trong lòng. Con người này nghĩa biết rộng mà tình cũng thâm. Anh hết lại sống như những ngày trước kia, lầm rủi đi đào thuê giác mướn kiếm tiền nuôi tía. Đôi ba hôm đi làm về, đã thấy trên cái bếp còn ấm cho một nồi cơm nấu sẵn với một mẻ cá kho khô. Có bữa mẻ kho đổi lại là nồi canh rau đắng. Rồi anh hết gặp chị Hoài đi chợ về. Thấy bóng anh từ đằng xa, chị lấy nón che một bên má bầm tím. Anh hết chạy theo, dặn lấy cái nón mà xót xa. Sao nông nổi vậy, Hoài? Chị Hoài nói chị té đập mặt vô cạnh cửa, nhưng anh hết không tin. Hoài ơi, em hạnh phúc tôi mừng, Hoài cứ như vậy chắc tôi bỏ xứ. Chị Hoài khóc, người ta chớ đâu phải con cờ mà hễ qua sông là đứt lìa phần đời trước. Rồi chị Hoài cũng tập thương chồng, thương không giấu giếm, ào ào như người ta bán thuốc sơn đông. Chị thôi không đứng tần ngần chỗ nhà chú hết mỗi khi đi chợ về, thậm chí chị không thèm nhìn về phía ấy nữa. Chị Hoài nói với bạn, bữa nay đi chợ mua mấy khúc vải về may đồ cho anh Thứ. Anh nói mặc đồ chợ cũng được, mà tôi đâu có chịu. Người vợ biết đường kim mũi chỉ, lúc nào cũng làm ống lòng ông chồng, phải hôn nè. Giữa đường nói chuyện chồng con mà giọng chị Hoài lanh lảnh, chừng như nhắn với anh hết. Thôi đừng đi đâu hết, tôi quên anh rồi, quên thiệt, quên luôn. Bây giờ tôi thương chồng tôi lắm đây, cho bỏ tội mê cờ, ngang. Nhưng từ ngày chị Hoài lấy chồng, anh hết đã không đụng tay vào quân cờ nào nữa. Anh hay ngồi nhìn bàn cờ mặt buồn rười rượi. Mấy đứa nhỏ không biết, cứ rủ anh Hoài. Ừ thì chơi. Anh biểu tụi nhỏ bày cờ ra, rồi tự đi quân. Anh không nhìn, chỏng mông do gạo. Một đứa nói vô, pháo đầu ngang. Anh kêu, mã tấn. Tấn chỗ nào? Tấn giữ con chốt đang bị con pháo rình đó. Biết còn hỏi. Tụi nhỏ kêu, đây là hiệp sĩ mù nghe kiếm gió. Đánh cờ mà làm công chuyện không ngưng tay, nói khơi khơi cũng thắng. Lụi hội rồi bốn mùa gió bất về, kể từ mùa gió chị Hoài lấy chồng. Ba anh hết thường chống đũa trên mâm cơm than ăn hổng vô. Anh hỏi ông thèm gì, ông bảo chắc tao gần chết rồi, tao thèm một thằng cháu nội. Hết lượng sượng mãi mới cười, trời thèm gì ngặt vậy, không biết kiếm đâu cho tía bây giờ. Tía anh hết biểu, lại đằng quán con Hảo lỡ thời mà kiếm. Mày giả đò hoài, con nhỏ thương mày, ai cũng biết, chỉ mày là không. Anh hết cãi, làm gì có, tía. Ông già đứng dậy, vậy phải thử. Nói rồi dung gậy đánh. Như mấy lần trước, anh hết lại chạy lừng thừng ra sân. Rượt chán, ông già dứa dứa cây gậy vô mặt anh, rồi tủm tỉm cười quay đi. Ông già còn kịp thấy chị Hảo chạy lại dẹt đám con nít ra, đưa cho anh chai dầu nhị thiên đường, miệng xích xo hỏi anh đau chỗ nào, giọng như người thân thiết trong nhà. Làm gì mà để tía giận dữ vậy? Lén chơi cờ phải không? Anh hết không trả lời, cầm chai dầu còn ướt mồ hôi tay của chị. Đây đã là chai thứ 9 chị cho anh. Anh khẽ bảo, Hảo, tôi cảm ơn. Anh chần chừ sau chữ tôi hơi lâu, làm chị Hảo chờ muốn nín thở. Ơn nghĩa gì một chai dầu gió, nó chỉ làm anh hết đau ngoài da thịt, mà trong lòng thì còn mãi, chi vậy hết ơi. Đâu có biết, chỉ tại chưa quên được,
Anh chưa dám nhìn thẳng vô Hoài để cười, chưa dám nựng nịu con của Hoài mỗi khi chị bồng nó đi tiêm ngừa, chưa thanh thản để chào nhau như một người bạn gặp một người bạn. Hảo có hiểu không? Hiểu, nên tôi chờ đây nè. Thêm một mùa gió bất nữa, chị Hảo vẫn chưa lấy chồng. Ai lại cũng hỏi, chị chờ ai vậy cả? Chị bảo chờ người ta sức dầu nhị thiên đường của chị mà hết đau, chờ người ta đánh cờ mà trong tâm diễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn, chờ người ta thôi buồn khi đưa con chốt sang